tác phẩm thứ hai. Yeah. Chị thấy à, vốn quý của dân tộc lại là người đặt hàng. Nhưng mỗi tội hơi tội là đào hoa, hồi trẻ đẹp trai quá. Hồi thanh niên thì... Dữ rồi. Có ai biết chuyện tình của chú chưa? Hả? Có ai biết cái tiểu sử ký, về bút ký về về cuộc đời và lãng mạn và tình yêu của nhạc sĩ? Ai biết vậy? Chưa ai biết. Ông ơi, sao ông không biết đi? Là vì cái độ này cũng thích chi. Đâu có cái chuyện đó bình thường, giờ nó bình thường chứ. Ừ. Tại không có, là nhiều. Ông cũng thích cái lãng mạn. Đạo bậc. Ông thích cái chủ yếu là hiện thực thôi. Dạ. Hiện thực chính trị. Nhưng mà bên cạnh đó cái lãng mạn nó làm cho cuộc đời người ta nó cũng phong phú thế. Ừ. Bản chất là những nhân vật tiêu biểu thì cái đó là cái vốn quý. Nhưng mà... Giờ chú quan trọng là chú có nhớ và kể hết được không? À. Chú có nhớ và kể hết được những cái chuyện ngày xưa của chú không? Cũng nhớ nhiều. Thì con sẽ cử những nhà văn mà chuyên viết mà giỏi nhất về chuyện đó, lấy khai thác viết ra cuốn sách để lại cho con cháu. Ừ. Năm nay chú đi được không? Nếu mà Thành ủy tổ chức cái văn nghệ sĩ tiêu biểu đến dự mặt á, như năm mấy năm trước nhớ không? Chú lên trên Thành ủy được không? Đi bây giờ đi lôi thôi lắm. Thì cho xe đón, cho xe đón, chú ngồi lên rồi. Xe đón nhưng mà phải có người bên cạnh chứ. À. Không. Chỉ thương không được ạ? Ừ. Thì năm ngoái chú lên để đi xe lăn lên á, tụi con đưa chú về. Ừ. Được không? Đi nổi không? Thôi. Khó khăn lắm. Nhưng mà giờ có nhớ hết chuyện tình cũ không? À. Chuyện tình ngày xưa á. Thời thanh niên á, tham gia bộ đội thì... Nhớ còn... nhiều lắm. Nhớ nhiều lắm. Còn nhớ đủ lắm. Vậy là phải khai thác hết. Đấy. Nhưng mà ngày xưa đi làm kinh tế mới, đắp đập xây hồ mà chú biết được cỡ như người đi xây hồ kẻ gỗ thì... thấy mọi công việc nặng nhọc thành nhẹ nhàng hết. Ừ. Cái tài tình là ở chỗ đó, nó làm cho cái hoạt động của thanh niên đi đào hồ đắp đập thì lại thấy trở thành rất là lãng mạn. Ừ. À, đáng lý là rất là vất vả nhưng mà người ta lại cảm thấy quên đi vất vả và người ta là rất yêu đời, người ta rất hăng hái. Dạ. Rồi con xin phép ạ. Để mà được bằng tụi ông và tụi con còn biết được cái nốt bật đèn là hay lắm luôn. Tụi con về nha ông. Chúc ông năm mới vẫn khỏe như vậy nha.